Alo chị ạ. Ừ, xà phòng của bên em còn nhiều không hả Tiến? Em bán túc tắc cũng gần hết rồi chị ạ. À chị yên tâm, em đã bày ở phía trong như chị yêu cầu rồi ạ. Thế này nhá, chị muốn đặt lô 100 bánh. Alo. À vâng vâng, em vẫn đang nghe đấy ạ. Ui, em mừng quá chị ạ. Nhưng mà chị cần em báo lịch bao giờ bên em đủ hàng để chị còn hẹn khách. Dạ vâng vâng, để em tính toán một lát rồi em báo chị luôn ạ. Ok, nhưng mà có việc này chị cần phải nói rõ với em nhá. Là cái lô hàng này, khách nói là đặt cửa hàng chị, nên là chị muốn yêu cầu em hai việc. Thứ nhất là thiết kế bao bì trang nhã đơn giản nhất có thể, không logo. Và thứ hai là báo chị giá buôn nhá. Dạ vâng vâng vâng, chị yên tâm ạ. Em tính xong em báo cho chị luôn ạ. Em chào chị ạ. Ừ, cảm ơn em, thế nhá. Dạ. Đơn của chị Ánh là 100 bánh. Đơn của trường mẫu giáo là 50 bánh. Mấy cái đơn lẻ tẻ nữa khoảng 20-30 bánh. Mình cứ nấu 200 bánh đi. À không, nấu 250 bánh đi. Còn bày ở kiosk nữa. Thế cái chỗ phôi này liệu có thiếu nhiều không? Phải mua thêm mà. Chậm thôi, đừng quay. Rồi, đặt xuống. Đặt. Rồi. Này, tao hỏi ký không phải chứ cái nồi này là từ thời Napoleon cởi chuồng đấy à? Ừ. Mày đừng có mà coi thường. Nồi gia truyền đấy, bà vẫn dùng để chưng cất tinh dầu. Chẳng qua đợt này bà yếu, nên là không làm thôi. Tao trông nó giống cái nồi nấu rượu hơn đấy. Cái thằng... Đúng rồi, nát. Mày không nghĩ được cái gì khác ngoài nhậu mới cả ăn à? Ừ, chính tôi nghĩ ra cái ý tưởng chưng cất tinh dầu để bán đấy không ạ? Lần này không biết có nên cơm nên cháo gì không? Hay là lại phí hết cả dược liệu? Phí là phí thế nào? Đã làm là phải thành công. Xu hướng bây giờ ấy là người ta sử dụng tinh dầu. Làm đẹp này, xông nhà cửa này, chữa bệnh này. Đấy. Mà mình làm handmade như thế này á, hơi bị nhiều người thích đấy. Thôi, triển khai tiếp đi. Bây giờ bước tiếp theo là nhào. Bây giờ việc đầu tiên là phải rửa sạch cái nồi này đi. Xong rồi mình mới xếp dược liệu vào đây. Cho nước vào, đun lên. Rồi, thế bây giờ làm chậm chậm nữa nhá, để tao quay nhá. Chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu. Kìa, bê đi. Quay clip thì nó phải đầy đủ quy trình từ đầu đến cuối chứ lì. Bê đi. Chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu thì chuẩn rồi, nhưng mà mùi nó cứ sao sao. Thế có chắc là đúng công thức với quy trình không đấy? Chắc mà. Chắc thì tại sao nó lại sao sao? Tao cũng không biết tại sao nó lại sao sao. Ôi trời ơi, ông là chủ chốt mà ông không biết vì sao nó lại sao sao thì chết bọn tôi rồi. Thế bây giờ nhào. Chị ơi, có nghiệm thu được không chị? Bọn em tiếp thu và sửa sai rất tốt. Làm bằng này bánh xà phòng, chắc là cũng mất ăn mất ngủ hả? Dạ, nhưng mà vui ạ. Cảm giác tự tay làm được ra sản phẩm, nó lạ lắm ạ. Khó tả lắm. Không, thằng này nó không biết tả đâu. Nhưng mà người khác tả cho nó là nó làm được luôn đấy chị ạ. Đây này, cái bao bì này là một tay nó thiết kế đấy chị ạ. Rất có mắt thẩm mỹ đấy. Không chê được ở điểm nào cả. Mà sau lô hàng này, bọn em định thế nào? Dạ, thì
Tiếp theo là bọn em sẽ tìm thêm khách ạ. Và đầu tư làm một cách nghiêm túc luôn ạ. Tìm bằng cách nào? Dạ thì em nghĩ là nếu mà sản phẩm của mình tốt thì khách cũ người ta sẽ quay lại. Ngoài ra thì bọn em sẽ quảng cáo ở trên mạng này. À đúng rồi, có cái trang thương mại điện tử gì đấy thì bọn em sẽ vào đấy tìm hiểu rồi đăng lên đấy. Nói chung là cứ tùy theo sức của mình thì bọn em làm thôi, rồi dần dần lại tính tiếp ạ. Cứ phải làm thì mới có đường đi được. Chứ văn vẻ màu mè không bằng thực chiến đâu các em ạ. Cứ làm đi, chị sẽ hỗ trợ. Dạ vâng. Chị ơi, thế là 100 bánh này chị duyệt ạ? Duyệt. Nhưng mà bọn em phải rút kinh nghiệm nhá. Dạ. Chứ từ hôm nhận lô hàng này đến giờ không thấy đứa nào nói năng gì với chị về vụ hợp đồng hay là tiến độ thanh toán gì cả. Đến cả một tin nhắn xác nhận đơn hàng cũng không có luôn. Dạ, căn bản bọn em nghĩ cái lô hàng này nó cũng nhỏ, với lại là chị em mình thì là cái chỗ thân tình, thế cho nên là bọn em nghĩ là... Chị em mình có họ hàng gì với nhau đâu mà thân tình. Hơn nữa, càng là họ hàng thì càng phải rõ ràng nhá. Dạ. Chứ bọn em bỏ ngay cái tư duy là đơn hàng lớn hay là đơn hàng nhỏ đi. Dù lớn hay nhỏ thì mình cũng phải hết sức chỉn chu nghiêm túc, đặc biệt là khâu hợp đồng. À dạ vâng, vâng, bọn em xin rút kinh nghiệm ạ. Lô này chị nghiệm thu và thanh toán hết nhá. Dạ vâng. Chị yên tâm ạ, sau lần này là bọn em sẽ làm cách chuyên nghiệp luôn, không để chị phải lo nữa. Có gì chị cứ chỉ bảo thêm cho bọn em ạ. 100 bánh, giá xỉ 2,5 triệu. Dạ. Đây. Em xin ạ. Chị Ánh ơi, chị họ Dương ạ. À? À tại vì từ khi em thấy chị đến, nó cứ như ánh dương soi rọi vào cuộc đời thầm hưu của bọn em. Chị đúng là quý nhân phù trợ. Có gì chị phù hộ bọn em nhé. Có gì chị giúp đỡ mấy thằng chúng em ạ. À đúng rồi. Thôi được rồi, làm ăn thì nó là đôi bên cùng có lợi. Dạ. Chứ không ai phù trợ ai đâu. Dạ vâng. Chị ơi, hay là nhân dịp mà chị em mình kết hợp thành công như thế này, em mời chị ra ngoài rồi chị em mình làm kiểu ảnh kỷ niệm chị nhá. Ok. Dạ vâng. Lùi ra. Tao bé, tao đứng giữa. Để tao đứng này nó cân. Mọi người cười nhá. Chụp xong kiểu này cho tao đứng cạnh chị Ánh nhé. Biệt từng thằng chụp với chị. Đây mày chụp cho tao trước, tao với chị. Mày cứ lùi ra. Đấy. Đến sát là tí đi. Tay mày khoác vai chị Ánh được. Chị cho em khoác vai chị nhé. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Lương thì bà ốm. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Tao đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa. Ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.